Xin chào quý vị, rất vui được gặp lại quý khán giả thân yêu của chương trình Buôn Làng Giải Trí. Thưa quý vị, kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát ở nước ta, thì các nghệ sĩ đã có rất nhiều hoạt động khi dùng chính âm nhạc để lan tỏa tinh thần tích cực và lạc quan tới mọi người. Ở một trong những chiến dịch được cộng đồng rap Việt hưởng ứng nhiệt tình, đó chính là Music Dập Dịch, tức là dùng âm nhạc để dập tắt dịch bệnh do nhóm Space Speakers khởi xướng, với hy vọng lan tỏa tinh thần yêu âm nhạc và đồng thời đóng góp gạo để ủng hộ người dân gặp khó khăn. Hàng loạt các rapper đình đám của Việt Nam như Rhymastic, Binzy, Tuliver, Subin Hoàng Sơn hay Kerrick cũng đã tham gia chiến dịch này. Ngay khi thông báo về chiến dịch được đăng tải trên fanpage chính thức, Rhymastic đã lập tức on mic để lấy Music Dập Dịch. Chủ nhân của hit Yêu Năm là thành viên đầu tiên của Space Speaker mở màn thử thách. Tuy còn khá mệt mỏi vì vừa tiêm vaccine, nhưng nam rapper vẫn mang đến màn trình diễn tuyệt vời với cách gieo vần, chơi chữ đỉnh cao. Bản rap thú vị của Rhymastic lấy chữ dịch làm tứ chủ đạo với nhiều đoạn như lý dịch, trị dịch, lấy cái dịch của Music dập đại dịch. Kết thúc bản rap, Rhymastic gửi lời mời tới các rapper lớn và các tổ đội rap hip hop nổi danh của cả ba miền tham gia với mình trong chiến dịch Music dập dịch. Hưởng ứng lời kêu gọi, nhà sản xuất âm nhạc Tuliver đã tung bản beat remix vui tai cho các nghệ sĩ khác cùng thỏa sức sáng tạo. Sử dụng đoạn beat này, ca sĩ Subin Hoàng Sơn cho ra mắt bản rap giai điệu thể hiện chất giọng vượt trội của anh. Bản của Subin được coi là một trong những video hay nhất của Music Dập Dịch. Ngay sau khi đăng tải, sản phẩm chấp nhận thử thách Music Dập Dịch của Subin Hoàng Sơn đã nhận về những lời khen không ngớt từ khán giả. Hưởng ứng lời kêu gọi Music Dập Dịch, Binzy cũng ngay lập tức nhập cuộc cùng các anh em của mình. Nhưng thay vì rap theo đúng sở trường, Binzy lại chơi guitar điện ngẫu hứng trên nền beat. Khác với một Binzy nhà thơ ngồi đàn hát với guitar mộc, Binzy của Music Dập Dịch lại thể hiện chất nông ấn tượng. Trong khi đó, rapper LK on mic đầy dí dỏm với câu chuyện lên phường với chú. Không hổ danh một trong những huyền thoại của rap Việt, LK cưỡi beat nhẹ nhàng nhưng câu vần vẫn đâu vào đấy, chốt lại một câu là quá đỉnh. Suboy cũng rap sung không kém với các nam rapper. Bài rap của cô còn có sự tham gia của ông xã Nodi. Lời bài hát là sự nhắn nhủ của Suboy đến mối tình Covid. Những khó khăn kể từ khi dịch bệnh xuất hiện, bất ngờ nhất là cuối video còn có sự góp giọng đáng yêu đến từ cô con gái đầu lòng của Suboy. Quý vị thấy không, nếu vaccine Covid-19 có thể ngăn ngừa virus về mặt thể chất, thì vaccine âm nhạc có thể chữa lành về tinh thần. Chỉ sau một tuần phát động, chiến dịch cộng đồng này đã lan tỏa mạnh mẽ từ các nghệ sĩ lớn đến các bạn trẻ từ Bắc vào Nam khi tạo ra được hơn 3.500 video với khoảng 32 triệu view và hàng loạt triệu tương tác trên Facebook. Từ thông điệp ban đầu là dùng âm nhạc để dập tắt dịch bệnh, đã có khoảng 32 triệu liều vaccine âm nhạc được gửi tới cho cộng đồng với nhiều giai điệu, câu từ ý nghĩa. Ngoài giá trị về tinh thần thì chiến dịch Music Dập Dịch cũng mang đến giá trị thiết thực khi đã trao tặng được 10 tấn gạo đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh để hỗ trợ cho người dân nghèo. Với ý nghĩa và năng lượng tích cực, Music Dập Dịch đã làm được nhiều hơn một chiến dịch được khởi xướng để dập dịch. Âm nhạc trở thành liều thuốc tinh thần hữu ích và dễ dàng để sẻ chia. Những khoảng cách từng tồn tại trong âm nhạc cũng được xóa bỏ. Đó là khi các nghệ sĩ mainstream, underground hay indie cùng nhau cất lời vì đồng bào, khi tiếng violin trên nền beat hip hop vẫn thật êm ái. Tất cả đều mang đến sức mạnh chữa lành, kéo chúng ta gần lại bên nhau. Chắc chắn sau khi xem những bản rap trên thì tôi cũng như quý vị được tiếp thêm một nguồn năng lượng tích cực mà các nghệ sĩ Việt mang đến, phải không nào? Thay vì là ủ ê với những suy nghĩ tiêu cực hay là tự khép mình trong phòng suốt mùa giãn cách, thì chúng ta có thể chọn cách là đứng lên, vận động tại nhà, nấu ăn và dĩ nhiên là cũng có thể ca hát một chút và dùng âm nhạc như một liều vaccine chữa lành tinh thần trong những ngày dịch bệnh vẫn còn phức tạp này. Đến đây thì chương trình cũng đã kết thúc rồi. Xuân Quỳnh sẽ hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong Buôn Làng Giải Trí ngày mai.